chào con nông dân cả nước nha. Nay nông cơm đính lên con máy cắt cỏ Mitsui TUE 21 do Ryobi phân phối. Máy là 21cc, nòng 32 ly. Một bãi đã qua sử dụng, còn rất mới. Máy là mã số nè mọi người. TUE 21TD 16365 tháng 4 2017. Lắp máy trắng tươi nè, vô nè mọi người. Cái hai họng gió nè. Do là xăng Việt Nam nó đổ vô nó bị vàng cái bình xăng con, ủa bình xăng lớn nè, nên là em câu ở ngoài nha mọi người. Cho đẹp cái máy, đổ vô mấy ngày này nó vàng cái bình này, thấy ghét lắm. Xăng Nhật nó không bị mà xăng Việt Nam bị. Lốc máy đóng Mitsubishi. Ghế quanh rồ. Đó quanh rồ nè. Cái máy màu vàng rất là đẹp luôn. Đây là bóp nè. Tại đáy thấp, tại giờ bóp nè. Còn ổ cước Nhật luôn nè mọi người. Chân cỏ rin và bò rin, ổ cước Nhật luôn. Rồi đến Việt hơi cho mọi người coi nha. Em bật, em tắt, em tắt nè. Không Việt nó chạy ạ. Nghe nè. Rồi rất đã luôn. Giờ bật tắt lại nè. Bấm xăng nha, bật nghe gió ha. Rồi. Lắm nha. Rất là nhẹ nổ luôn, gọn nhẹ luôn. Không gì khó khăn hết. Mitsubishi 230 nè. Giá con này là 1.6 triệu mọi người, bao ship đầy đủ phụ kiện. Ai mua máy cọc em 100.000 mới giao hàng nha, do là lúc gài là bị bơm hàng nhiều lắm nha mọi người cứ yên tâm cọc, cọc em 100.000 máy như hình. Giờ ai mà bị hỏng cọc á, bị bơm hàng lại mất hết, hàng đi hàng về mất hết 200.000 tiền ship, còn nhà em dữ lắm. Mẹ bán uy tín bán rẻ nữa,
yên tâm nha, giờ Nông Cơ giờ không ai lừa. Rồi bye.